quan hệ Việt-Mỹ tại sao vẫn chưa thể nâng cấp lên đối tác chiến lược. Kính thưa quý vị và các bạn, với một di sản nặng nề do cuộc chiến để lại, phải mất 20 năm sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam và Mỹ mới bình thường hóa được mối quan hệ, và hơn một phần tư thế kỷ sau đó, hai quốc gia vẫn chưa thể nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược, dù có nhiều lợi ích tương đồng với nhau, đặc biệt là mối quan tâm chung về an ninh ở Biển Đông. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế CSIS của Mỹ tổ chức một buổi hội thảo có chủ đề tương lai mối quan hệ Việt-Mỹ với sự tham gia của nhiều chuyên gia nghiên cứu quốc tế. Đồng thời, đại sứ nước ta tại Mỹ Hà Kim Ngọc cùng cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tess Osius cùng tham dự. Theo thông tin từ buổi hội thảo, với nhiều nỗ lực từ những thượng nghị sĩ Mỹ như John McCain và John Kerry trong hai thập kỷ sau chiến tranh, Việt Nam và Mỹ mới có được một sự tin tưởng và thiện chí để hòa giải mối quan hệ cựu thù. Từ đó, Tổng thống Bill Clinton mới ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam vào năm 1994 và hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ một năm sau đó. Nhưng trong một thời gian dài sau khi bình thường hóa, mối quan hệ của hai nước không thực sự là bình thường, theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Việt, trưởng khoa chính trị quốc tế và ngoại giao của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Lòng tin là yếu tố lớn làm cản trở mối quan hệ giữa hai nước để có thể tiến xa hơn. Tiến sĩ Việt nói tại buổi thảo luận về tương lai quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, tổ chức hôm 29 tháng 4 qua hình thức trực tuyến. Tiến sĩ Việt, người có luận án tiến sĩ về mối quan hệ Việt-Mỹ của Đại học Virginia, cho biết mối quan hệ giữa hai nước phát triển rất chậm trong những năm sau khi bình thường hóa. Ông Việt đưa ra một ví dụ về sự khó khăn trong việc thương thảo giữa Mỹ và Việt Nam về hiệp định thương mại song phương và quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn mà ông nói là đã mất rất nhiều thời gian. Theo tiến sĩ Việt, một trong những yếu tố mà ông tìm hiểu được qua các nghị sĩ như John McCain và Jim Webb, cùng nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết, đó là lòng tin. Cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm đã khiến cho cả hai phía mất mát nhiều sức người và của. Hơn 58.000 binh lính Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam, trong khi phía Việt Nam cho biết hơn 2 triệu người dân và quân nhân Việt bị giết hại. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Việt Nam cho đến khi dỡ bỏ vào ngày 12 tháng 7 năm 1995 có những hận thù từ cả hai phía. Murray Hesbert, nhà nghiên cứu cao cấp của chương trình Đông Nam Á tại CSCS cho biết khi nói về lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tại buổi hội thảo của trung tâm nghiên cứu này. Quân đội Việt Nam chắc chắn là rất coi trọng quân đội Mỹ, nhưng họ thực sự không hoàn toàn tin tưởng nhau. Việt Nam và Mỹ đã đi một chặng đường dài từ cựu thù đến khi trở thành đối tác của nhau. Trong những năm trở lại đây, hai nước trở nên gần gũi hơn một cách nhanh chóng do mối quan ngại chung về các tuyên bố chủ quyền và hành xử hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu vắng sự tin tưởng giữa Việt Nam và Mỹ, Bích Trần, nhà nghiên cứu chuyên về chính sách an ninh và đối ngoại Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Ver, nói tại buổi thảo luận hôm 29 tháng 4. Một trong số những lý do để phía Việt Nam chưa hoàn toàn niềm tin vào Mỹ, theo nhà nghiên cứu này, là vì việc Mỹ ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến, cổ vũ cho dân chủ và ủng hộ những tiêu chuẩn về nhân quyền là nhằm lật đổ đa cộng sản trong một tiến trình diễn biến hòa bình. Một lý do khác theo bà Bích Trần, hiện cũng là một thành viên của chương trình Đông Nam Á tại CSIS và ứng viên tiến sĩ tại Đại học Antwerp, là Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc miễn trừ Việt Nam khỏi bị trừng phạt nếu mua vũ khí của Nga theo đạo luật chống đối thủ CAATS của Hoa Kỳ, mặc dù Quốc hội Mỹ hồi tháng 7 năm 2018 đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Giám đốc cấp cao về Đông Á và Châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Agnes Kagan cũng thừa nhận sự khó khăn trong việc Nga là đối tác cung cấp cho thiết bị quốc phòng lớn của Việt Nam. Đây không phải là điều có thể thay đổi nhanh chóng và có nhiều yếu tố trong đó, ông Kagan nói tại buổi hội thảo của CSIS hôm 29 tháng 4. Tuy nhiên, dữ liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình SIPRI ở Stockholm của Thụy Điển cho thấy, giao dịch mua vũ khí của Việt Nam từ Nga giảm đáng kể trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019, so với 10 năm trước đó, từ 68% xuống 25%. Các nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam giờ đây ngoài Nga còn có gồm Canada, Israel, Ukraine và Slovakia trong số những nước khác. Đối tác chiến lược Việt Nam và Mỹ ký hiệp định đối tác toàn diện vào năm 2014, và kể từ đó đã có những cuộc hội thoại giữa hai bên về việc nâng tầm mối quan hệ. Theo các chuyên gia và các nhà quan sát chính trường Việt Nam, kể từ năm 2019, hai nước đã muốn nâng cấp đối tác toàn diện lên tầm chiến lược. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra dù Việt Nam và Mỹ vừa kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tại buổi thảo luận đầu tiên về tương lai quan hệ Việt Mỹ do CSIS tổ chức hôm 27 tháng 4 nói rằng, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ bản chất đã là chiến lược và rằng điều duy nhất cần làm là đổi tên của mối quan hệ. Cùng có nhận định tương tự, các nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách quốc phòng của Rand Corporation, Derek Grossman cho biết trong một buổi hội thảo của Viện nghiên cứu Đông Nam Á Isri Yugov Isaac gần đây rằng dù mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ mới ở tầm toàn diện nhưng hai nước đã hợp tác ở tầm chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Theo đại sứ Việt Nam, cả Việt Nam và Mỹ đều mong muốn nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới trong tương lai gần. Hoa Kỳ được cho là muốn nâng cấp quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm chiến lược để có khả năng hợp tác nhiều hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhưng vì một số lý do mà điều này chưa được thực hiện. Một phần trong đó như theo giáo sư Kyle Taylor của Đại học New South Wales ở Úc từng cho biết trong lần trả lời phỏng vấn trước đây rằng có sự khác biệt trong các nhận định về chiến lược của hai nước. Việt Nam không muốn liên minh quân sự với bất kỳ nước nào để chống lại nước thứ ba trong chính sách quốc phòng 40 của mình. Trong khi theo giáo sư Taylor, Mỹ nhìn nhận chiến lược theo hướng đồng minh trong hợp tác an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi khi Việt Nam trong sách trắng quốc phòng đưa ra năm 2019. Dù chuyển chính sách 30 thành 40 nhưng lại mở ngò khả năng liên minh trong trường hợp cần thiết. Sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam nói rằng, tùy vào tình hình và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quốc phòng và quân sự phù hợp cần thiết với các nước khác, bất kể sự khác biệt về thể chế chính trị và mức độ phát triển, nhà nghiên cứu Bích Trần nói. Điều này sẽ mở đường cho Việt Nam hợp tác sâu rộng hơn với các quốc gia khác như Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Theo ông Kagan, Người được Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm vào Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 1 vừa qua cho biết, Mỹ và Việt Nam có cơ hội để đưa mối quan hệ lên tầm cao mới. Cải thiện lòng tin. Có nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam và Mỹ đang xây dựng được lòng tin với nhau trong hầu hết mọi lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng cho tới kinh tế, bất chấp một quá khứ bi kịch và những khác biệt giữa hai nước, theo Tiến sĩ Việt. Chúng ta thấy rằng ngày nay Mỹ tôn trọng hệ thống chính trị của Việt Nam và đã có nhiều cuộc gặp cấp cao trong những năm gần đây hơn rất nhiều so với trước kia, tiến sĩ Việt nói. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên đến thăm Nhà Trắng trong chuyến công du tới Washington năm 2015. Một năm sau đó, Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Mối quan hệ Việt-Mỹ càng sâu sắc hơn giữa thời Tổng thống Donald Trump khi ông có hai chuyến công du tới Việt Nam trong 4 năm nhiệm kỳ của mình. Bên cạnh đó là các chuyến thăm dày đặc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các quan chức cấp cao tới Hà Nội. Một khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu ở Singapore cho thấy, 84% người Việt Nam được hỏi rằng họ tin tưởng vào Hoa Kỳ, một trong những tỷ lệ cao nhất ở khu vực. Không chỉ có mức độ lòng tin được nâng cao, Việt Nam cũng đã thể hiện rất nhiều thiện chí, theo tiến sĩ Việt. Điều này được thể hiện qua việc Việt Nam tích cực giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái công bố sẽ trợ giúp Việt Nam trang thiết bị tách chiết và phân tích ADN hiện đại để tìm kiếm và xác định danh tính của hơn 200.000 quân nhân Việt Nam còn mất tích trong chiến tranh. Từ năm 1985, Mỹ và Việt Nam đã cùng phối hợp tìm kiếm hải cốt các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Hiện có hơn 700 trong tổng số gần 2.000 bộ hải cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam đã được xác định và hồi hương. Ngoài hợp tác về tìm kiếm hải cốt quân nhân Mỹ mất tích, Mỹ còn giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc dioxin ở những vùng ô nhiễm, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và giả phá bom mìn chưa nổ. Giải quyết các di sản chiến tranh một cách có trách nhiệm hơn sẽ là chìa khóa để xây dựng lòng tin nhiều hơn giữa hai nước, tiến sĩ Việt nói. Theo ông Kagan, Mỹ xem Việt Nam là một lãnh đạo chủ chốt trong khu vực và là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Và dù còn có những khác biệt trong mối quan hệ với Việt Nam, nhưng ông cực kỳ lạc quan về tương lai đối tác giữa hai nước. Trong hướng dẫn tạm thời về chiến tranh an ninh quốc gia mới được chính quyền tổng thống Joe Biden đưa ra hồi tháng 3, Việt Nam được nêu tên cụ thể như là một đối tác của Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Gần đây nhất, chính quyền Biden cũng đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ. Đây là một mối quan hệ rất khác biệt, nhưng cũng là một mối quan hệ mà chúng tôi có rất nhiều mối quan tâm chung, ông Kagan nói và cho biết Mỹ muốn mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam. Còn theo tiến sĩ Việt, với thiện trí và sự tin tưởng lẫn nhau được tăng cao cùng nhiều lợi ích chung giữa hai nước tương lai quan hệ đối tác giữa việt nam và mỹ sẽ ngày càng tiến lên